Công điện hỏa tốc, bão Trà My khả năng mạnh thành cuồng phong khi vào Biển Đông. Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng Hồng Kông, Trung Quốc cho biết bão số 6 Trà My ở phía đông Philippines có khả năng nâng cấp thành bão nhiệt đới dữ dội trong ngày 22 tháng 10 và mạnh hơn nữa thành bão cuồng phong ngày 25 tháng 10. Dự báo khi bão Trà My hướng về phía trung tâm Biển Đông, cơn bão sẽ cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 800 km. Đến chiều 26 tháng 10, bão Trà My có khả năng tiến gần Hồng Kông, Trung Quốc nhất ở khoảng cách 400 km và hạ cấp thành bão nhiệt đới dữ dội. Tuy nhiên, cơ quan dự báo thời tiết Hồng Kông, Trung Quốc lưu ý vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn về hướng đi tiếp theo của bão Trà My. Bản tin của cơ quan này nêu rõ khả năng bão đi vào vùng Đông Bắc Biển Đông sẽ cao hơn. Cơ quan thời tiết Philippines Pagasa dự kiến bão Trà My sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong khi đi vào Biển Đông. Từ đó, cơn bão Trà My có thể di chuyển về phía khu vực miền Trung Việt Nam hoặc tiến gần hơn đến bờ biển phía Nam Trung Quốc.